Kính thưa các bác, như tập thể câu lạc bộ, câu lạc bộ mình thì là vài lâu rồi, năm 2019. Giờ thì câu lạc bộ mình thực ra để có cái giải mà giải đơn thua mình chưa đánh bao giờ. Thế giải để tổ chức một giải rất có nhiều ý nghĩa. Hàng ngày thì vẫn là chúng ta đang đánh với nhau, đang chơi với nhau. Thế nhưng mà thực ra mà để một vận động viên một gặp tất cả vận động viên cũng như là cái ý thức vào trận đấu khác hẳn. Bản thân một trận đấu, ví dụ như bọn cháu nhiều khi trận đấu 2K hoặc là bọn cháu bảo là chúng đẩy nó một ý nghĩa nó khác. Một trận đấu bây giờ là một trận đấu mà chúng ta đánh cái giải để giật huy chương thì thực sự là nó có ý nghĩa nó cao rất là nhiều, làm cho các vận động viên, cháu nói thật là vận động viên nào mà rất là yếu giả dụ là phải suy nghĩ xem là nào bác Thảo có quả gì, của Swiss có gì, sĩ bọn thắng có quả gì, bọn hoạch các lốc như nào, phải suy nghĩ, phải tính toán làm sao. Thì theo cháu mỗi một lần tham gia giải này xong kinh nghiệm sẽ tăng lên, đam mê tăng lên, vui để thích chơi bóng bàn tăng lên. Vậy thì nên là tổ chức một giải điều rất là tốt, một giải toàn thể câu lạc bộ cùng tham gia. Kính thưa các bác, năm nay cũng là đợt này là đợt hè, mọi như bọn trẻ cháu rỗi rỗi rồi, con cái là chuẩn bị nghỉ hè rồi, cháu rất mong muốn tổ chức ban chủ nhiệm là tổ chức một giải thi đua. Cũng đương nhiên là mới đầu dự kiến bắt đầu là định là đánh chung với toàn câu lạc bộ, nhưng mà sau thì nghĩ đến nó kéo dài quá, cũng như là nhiều cái nó khó vì là giờ khác nhau, thì nó chia thành hai bảng. Thì tuy nhiên vì chia thành hai bảng nó cũng sẽ có nhiều cái là có sự chênh lệch đấy ạ, trong trận đấu có chút chênh lệch một chút, có thì cũng là có người lại sẽ được lợi bóng và có người thiệt bóng, nhưng mà chính những người được thiệt bóng khi vào trận người ta lại đánh được ở tâm thế ở dưới, người ta sẽ chắc chịu hơn, người ta cẩn thận hơn, chưa biết được ạ, sẽ lắm biến số và lắm ẩn số sẽ xảy ra. Vâng, thì nhân ngày hôm nay ngày đẹp, cháu xin được thay mặt câu lạc bộ tuyên bố là giải Pin Tour Greenway 2023 bắt đầu. Tiếp theo thì là cháu xin được kính chúc sức khỏe các bác, toàn thể các cô bộ mình luôn luôn mạnh khỏe, bình an hạnh phúc. Và bây giờ cô bộ mình chụp ảnh lưu niệm. Không em thì cũng mình phải đến lúc nào mình giải thích đấy ạ. Vâng, hôm nay mình hẹn là 2:30. Mọi người đứng ở phía đằng sau này để